Hỏi, tại sao mỗi ngày chúng ta phải trì chú? Hòa thượng, sức mạnh của việc trì chú rất lớn, là có thể phát sanh một loại sức mạnh tam muội không thể nghĩ bàn. Tất cả sự việc đều có thể biến hóa, hóa hung ác thành ra kiết tường, hóa nguy hiểm thành ra bình an. Cho nên chúng ta phải chuyên tâm nhất ý khi trì tụng chú Lăng Nghiêm. Chứ không nên qua một thời gian lâu rồi thì mình trở nên lười biếng, không có còn hứng thú với chú Lăng Nghiêm nữa. Đây không phải nói là quý vị mới niệm thì sẽ thấy có công hiệu gì đó. Mà dù thấy có công hiệu hay không công hiệu gì đi nữa, quý vị cũng phải mỗi ngày thọ trì đọc tụng. Tức là thường ngày phải tu mới có một lúc được thành công. Nếu bình thường quý vị không tu thì sẽ không có cảm ứng. Nếu bình thường mà tu các pháp, tức là mỗi lời nói, mỗi việc làm, nhất cử nhất động của mình sẽ có 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát tới ủng hộ chúng ta. Đó tức là phải do ngày dài công thâm, chứ không phải một sớm một chiều mà thành tựu mà được cảm ứng.